không làm vẫn có ăn. Ngày xưa, có một anh tiều phu nghèo, sống rất bi quan. Cậu đi bán củi về đó hả? Sao, có kiếm được nhiều tiền không? Hôm nay phải hôm trời mưa, củi ướt hết nên chả ai mua. Cháu lại dắt củi về nhà đây. Thế thì mang vào lò mà hun cho khô, ngày mai lại mang ra chợ bán. Đời cơ bản là buồn bác ạ. Hôm nay không bán được củi, chả có gì mà ăn nữa. Thôi, sẵn tôi vừa đi câu về, trong giỏ có mấy con cá, tôi cho cậu một con mang về mà ăn. Cháu cảm ơn bác, mai có bác thương, chứ số cháu khổ quá bác ơi. Có gì mà khổ, cậu còn trẻ, lại khỏe mạnh. Trông cậu cũng đẹp trai đó chứ, sức dài dai rộng. Cứ chịu khó rồi từ từ sẽ có của nã thôi. Bác cứ động viên cháu vậy thôi, chứ cháu biết đời cháu cũng chả khấm khá được đâu, đúng không bác? Cái cậu này, tôi nói thiệt chứ động viên gì. Đừng có bi quan như vậy. Cậu không nhìn thấy bao nhiêu điều tốt đẹp xung quanh mình hay sao, mà lúc nào cũng nghĩ đến những điều tiêu cực như vậy. Cứ lạc quan lên nha. Khổ, bữa tối có mỗi con cá nướng, giờ hái thêm chút rau vào ăn, lại còn ăn một mình. Ba mẹ thì mất hết, vợ con lại không có, mà cứ nghèo thế này cũng chả dám đi hỏi vợ. Đời đúng là buồn thiệt. Trời đất ơi, vừa mới ra vườn hái chút rau mà vào con cá đã cháy đen rồi. Vậy thì làm sao mà ăn được nữa. Đời mình sao mà nó lại khổ quá vậy không biết nữa. Có ai khổ như tôi không? Mệt quá. Ngồi nghỉ một lát rồi lại làm tiếp vậy. Sao mình thấy khát nước quá ta. Suối thì ở mãi đằng xa kia. Giá mà ở đây có một bình nước thì tốt quá. Ủa, bình nước ở đâu vậy? Sao mình vừa ước có một bình nước thì nó lại xuất hiện vậy nè? Không lẽ ở đây có thần tiên gì hả? Đang khát quá, cứ uống đã. À, mát quá, đã quá. Đói vậy, hôm nay là chả mang theo thứ gì ăn. Ước gì lúc này có một cái bàn bày đầy ắp thức ăn thì tốt quá. Lạ quá, ước gì được đó hả? Mình có nằm mơ không vậy nè? Chưa bao giờ mình thấy một bàn có nhiều thức ăn ngon đến vậy. Ngon, ngon quá. Trần đời chưa bao giờ được ăn một bữa ngon như vậy. Lạ thiệt. Chẳng hiểu những thứ này từ đâu mà có. Chắc thần tiên thương hại mình nên mới ban cho mình đây nè. Ăn no rồi lại buồn ngủ. Giá mà có một cái giường ở đây để ngủ thì tốt quá. Gì vậy nè? Kỳ lạ quá. Mình chẳng hiểu chuyện này là sao nữa. Nhưng thôi, buồn ngủ quá rồi, cứ leo lên làm một giấc đã.
Hả? Mới nằm có một chút mà thế nào đánh một giấc đến tận tối luôn rồi. Làm sao nhìn thấy đường mà về bây giờ? Cũng chỉ vì cái giường êm quá đây mà. Thôi chết, ở trong rừng này về đêm rất nguy hiểm, thế nào cũng có những con thú dữ. Chúng mà xuất hiện ở đây thì mình toi đời. Nếu mà sư tử, hổ báo xuất hiện thì mình biết làm sao đây? Ủa trời ơi, chúng đang tới thiệt hả? Làm sao bây giờ? Chúng sẽ ở đây canh cho tới bao giờ mình mỏi quá mà rơi xuống đất. Chúng sẽ lao vào xé xác mình. Nếu không có ai đi qua đây cứu mình, mình cũng sẽ ngồi đây tới lúc chết đói mà thôi. Sao đời mình lại kết thúc trong đau đớn như vậy? Trời đã sáng rồi mà chúng vẫn không chịu đi. Chắc đúng như mình dự đoán, chúng sẽ ở đây canh cho tới khi nào mình không thể trụ nổi trên cây mà rơi xuống đất thôi. Mà lạ thiệt, không hiểu chuyện gì xảy ra với mình nữa. Khi mình ước có bình nước thì lập tức một bình nước hiện ra. Khi mình ước một bữa ăn ngon thì bỗng nhiên cũng có. Đến lúc mình lo sợ bọn thú dữ xuất hiện thì chúng cũng tới luôn. Giá kể thần rừng xuất hiện ở đây để mình hỏi chuyện gì đang xảy ra với mình thì tốt. Ta đây, ngươi muốn hỏi ta chuyện gì? Ủa trời, thần rừng xuất hiện thiệt hả? Tôi vừa nghĩ tới ngài thì ngài xuất hiện. Ngài có thể nào cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra với tôi không? Ngươi đang ngồi trên cây thần đó. Chỉ cần ngươi ở gần cây thần thì cứ trong đầu ngươi nghĩ tới điều gì, điều đó sẽ xảy ra. Vậy sao? Còn mấy con thú dữ đang ngồi chờ tôi rơi xuống đất, tôi phải làm sao đây? Thần rừng, xin hãy cứu tôi. Tôi phải làm sao bây giờ? Phải rồi, chẳng phải thần rừng đã nói mình nghĩ tới điều gì thì điều đó sẽ xảy ra sao? Đó là lý do tại sao mình có bình nước, có bữa ăn ngon và cả một chiếc giường êm ái. Rõ ràng lũ thú dữ kia cũng chính là mình đã nghĩ tới, cho nên chúng mới xuất hiện. Vậy thì chỉ có chính mình mới cứu được mình mà thôi. Dưới đất sẽ không còn một con thú dữ nào nữa, thay vào đó là một cỗ xe ngựa chở đầy vàng. Trời ơi, tôi giàu có thiệt rồi. Một cỗ xe ngựa chở đầy vàng kìa. Cưỡi xe về nhà thôi. Quả nhiên, những điều anh Tiều Phu suy nghĩ đều trở thành hiện thực. Anh chở cỗ xe đầy vàng về nhà. Từ đó, anh được sống cuộc sống sung túc. Anh cũng đã hiểu ra rằng chỉ có sự lạc quan và suy nghĩ tích cực mới giúp cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Tôi không phải là Thượng Đế. Đây là một câu chuyện kỳ diệu có thật xảy ra tại sân bay LaGuardia thuộc thành phố New York, Mỹ. Anh Julie, mấy chục năm chinh chiến trên không rồi, tài lái vững vàng như vậy, liệu cảm xúc của anh trước mỗi chuyến bay có còn như ngày trước không? Năm nay gần 60 tuổi rồi, mỗi chuyến bay đối với tôi đều là một cuộc thám hiểm mới mẻ, Jeffrey ạ. LaGuardia, đây là A-1549, chúng tôi xin phép cất cánh. A-1549, đây là LaGuardia, anh được phép cất cánh theo đường băng 4A. 2 phút cất cánh rồi, độ cao 820m, tốc độ 360km/h, cách sân bay LaGuardia khoảng 7,2 km về phía bắc tây bắc. Bao giờ độ cao lên 8.000m, tôi sẽ gọi cô tiếp viên Donna Den mang cho tôi một tách cà phê, vì từ trưa tới giờ tôi không kịp uống. Chuyện gì vậy anh Sully? Không trời di cư, chúng đang va vào máy bay của chúng ta. Có chuyện gì xảy ra vậy?
Ồ, máy bay bị làm sao vậy? Sắp có tai nạn sao? Xin mọi người bình tĩnh ạ. Chết tiệt, ngỗng đâm vào cửa hút gió của cả hai động cơ rồi. Cả hai động cơ đều bị ngỗng va vào sao? Ôi trời ơi, trong lịch sử hàng không chưa từng có chuyện này. Hình như nổ động cơ rồi mọi người ơi. Trời ơi, thật sao? Chúng ta phải làm gì bây giờ? Máy bay va phải chim. Chúng tôi đã mất lực đẩy của cả hai động cơ. Đang quay lại sân bay La Guardia. Lập tức dừng ngay tất cả các hoạt động của những máy bay khác để nhường chỗ cho Airbus 320 số hiệu 1549. Suri, anh có thể đáp xuống xa lộ 13 nằm ở phía đông bắc, gần như cùng hướng với máy bay. Cảnh sát sẽ phong tỏa giao thông ngay bây giờ. Không được, cánh máy bay sẽ vướng vào những hàng cột điện nằm dọc hai bên đường. Với lượng nhiên liệu này sẽ phát nổ lập tức. Suri, bên dưới có một đường băng. Dưới chúng tôi có một đường băng của sân bay nào vậy? Sân bay Teterboro. Ôi không, để tôi liên lạc với bên đó. Không được, chúng tôi không có thời gian quay đầu để hạ cánh xuống đó đâu. Tốc độ đang giảm dần, độ cao chỉ còn 500m, càng không thể quay lại Galwadia được nữa. Còn cách nào khác không? Sông Hudson phía trước. Chúng tôi có thể kết thúc trên sông Hudson, nhưng chưa từng có trường hợp nào hạ cánh xuống sông cả. Sully, hãy suy nghĩ kỹ, quyết định của anh quá nguy hiểm. Sully, quay lại đường băng Teterboro đi, nhanh lên. Sully, đừng liều lĩnh như vậy. Anh đang coi thường sinh mạng của hơn 100 con người và tự giết chính mình đấy. Sully, anh nghe họ cảnh báo gì chưa? Hay chúng ta nghĩ lại? Chúng tôi không muốn chết đâu. Chúng tôi không muốn chết, không muốn chết đâu. Xin mọi người hãy bình tĩnh, bình tĩnh ạ. Bình tĩnh khi sắp chết sao? Các người phải làm gì đi chứ? Sully, anh tỉnh táo lại đi. Anh làm thế sẽ giết chết mọi người đấy. Tôi ra lệnh cho anh quay lại Teterboro ngay. Ôi Sully, không. Anh có nghe tôi nói gì không? Sully, Sully, nghe họ nói kìa. Không còn thời gian nữa, làm thôi. Giữ chặt vị trí để đáp khẩn cấp. Cúi đầu xuống, hãy cúi đầu xuống. Tất cả di tản theo lối thoát hiểm đi. Còn ai nữa không? Còn ai vẫn ở đây không? Mau lên tiếng để tôi trợ giúp đi. Sully, mời anh quay về Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia. Chúng tôi cần làm việc với anh. Cú hạ cánh thần kỳ trên sông Hudson đã giúp tất cả 155 người sống sót. Quyết định của phi công Sully, phép màu kỳ lạ hay sự mạo hiểm đáng trách? Tranh cãi về phi công Sully, ranh giới mong manh giữa người hùng và tội đồ. Suốt 15 tháng qua, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã thực hiện nhiều cuộc điều tra về sự cố máy bay Airbus 320 số hiệu 1549. Nhà chức trách cho rằng quyết định của Sully quá vội vàng và mạo hiểm, vi phạm nhiều quy định trong các trường hợp hạ cánh khẩn cấp. Cơ trưởng Sully Schulenberger liên tiếp phải đứng trước những cuộc điều trần căng thẳng về vấn đề chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp. Sully, những cuộc điều trần bao giờ mới chấm dứt đây? Tôi không biết nữa. Cánh báo chí truyền thông nói anh có thể bị đối mặt với hàng loạt cáo buộc và toàn bộ giới hàng không sẽ không bao giờ dám gọi anh đến để điều hành bất cứ chuyến bay nào nữa. Họ còn gọi anh là tội đồ, trong khi anh đã cứu sống hơn 100 sinh mạng. Thật quá đáng. Chúng tôi thật sự không hiểu quyết định mạo hiểm của các anh. Nếu như gốc hạ cánh quá sốc thì sẽ gây ra áp lực với mặt nước, có thể khiến cánh máy bay bị gãy và cả chiếc phi cơ sẽ lao thẳng xuống dưới đáy sông. Như tôi đã nói nhiều lần trước, tình thế quá khẩn thiết. Chúng tôi không còn thời gian để tham vấn các quy định hoặc kiểm tra lại mọi chi tiết kỹ thuật trong trường hợp phải hạ cánh khẩn cấp. Nên anh Sully và tôi hành động gần như bản năng. Anh có biết bản năng đó của anh rất có thể sẽ gây ra một thảm họa chết người không? Chuyện này chưa từng có trong lịch sử hàng không. Chúng tôi thử nghiệm 24 chuyến bay mô phỏng lại chuyến bay của các anh. Do các viên phi công dày dặn kinh nghiệm thực hiện, hầu hết đều trở về được La Guardia và Teterboro mà không hề bị sức mẻ gì. Chúng tôi tin vào các thông số khoa học và những cuộc thử nghiệm, chứ không phải một trường hợp may mắn theo bản năng như anh. Nhưng tôi lại tin vào kinh nghiệm và sự thật. Mọi người có tính đến sự khác biệt giữa một cuộc mô phỏng và một tình huống khẩn cấp diễn ra thực tế hay không? Không một ai được huấn luyện để có thể thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, nguy cấp như những gì tôi trải qua đâu. Hay biết trước mình sẽ gặp phải biến cố đó. Những phi công thực hiện chuyến bay mô phỏng đó
không hề phải dành thời gian suy nghĩ và lựa chọn như tôi. Đúng vậy, những cuộc thử nghiệm mô phỏng đó hoàn toàn thất bại khi dựng ra kịch bản không hề giống với thực tế. Cho dù công nghệ cao và chính xác đến đâu chăng nữa, một chiếc máy bay vẫn là một chiếc máy bay. Nhưng tôi là con người. Trong những khoảnh khắc quan trọng, quyết định của con người mới thực sự sống còn. Sully, xin ông cho biết suy nghĩ của mình khi vừa trải qua cuộc điều trần cuối cùng với Ủy ban An toàn Giao thông. Sully, ông nghĩ gì khi được tôn vinh là một người anh hùng? Mọi việc đã xong, sẽ không có cuộc điều trần nào nữa. Tôi cũng không có gì để nói hết. Truyền thông xin hãy dừng lại ở đây đi. Cơ trưởng Sully, ông là... Tôi là một hành khách trên chuyến hạ cánh xuôi sông Hudson của ngài. Tôi muốn tới đây để cảm ơn ngài. Chính ngài là Thượng Đế để cứu mạng chúng tôi. Tại sao người ta có thể đấu tố kết tội một người hùng như ngài được chứ? Sully, ngài yên tâm. Trong cuộc chiến với thị phi, tôi tin những giá trị tử tế sẽ chiến thắng. Ngài đã quyết định đúng đắn trong thời điểm đó và xứng đáng là một vị anh hùng, là Thượng Đế tái sinh của chúng tôi. Tôi không phải là Thượng Đế. Tôi chỉ là một con người và làm tròn phận sự của mình bằng cả trái tim thôi. Kẻ trộm bất đắc dĩ. Bi ba bi ba bi ba. Hay da, siêu nhân kia, hãy tránh đường cho ta đây. Mẹ con đi chợ sao mãi chưa về nhỉ? Bố sắp muộn buổi họp mất rồi. Ê, trời ơi, đi mua với bán gì không biết, không nhanh về mà trông con. Bố cứ đi làm đi, con ở nhà một mình được ạ. Không sao đâu bố, chắc chỉ một chút là mẹ về thôi. Ừ, thôi được rồi, con ở nhà một lúc mẹ về bây giờ. Tuyệt đối không được mở cửa cho người lạ vào nghe chưa. Bố yên tâm, con nhớ rồi. Ôi trời ơi, hết cả hồn. Đây rồi. Cháu nội của ông ơi, ra mở cửa cho ông với. Ông gọi cháu đó hả? Ừ, chẳng gọi mày thì gọi ai. Ông nội đây, mở cửa cho ông vào nhà với đào. Ông nội ư? Có bao giờ thấy ông nội đến nhà mình đâu, mà nay lại có ông nội đến chứ. Sao ông nội chả giống ảnh gì cả. Ảnh ông chụp với bố trông đẹp trai thế kia mà. Ông nói dối, ông không phải ông nội. Ông nội cháu trong ảnh đẹp trai hơn ông nhiều. Không gầy gò, xấu xí như ông đâu. Bố mày, già rồi thì ai chả gầy gò xấu xí. Mày còn chả nhận ra ông nữa. Thế bố mẹ mày đâu, gọi ra đây. Bố mẹ cháu không có nhà. Thế mày có chìa khóa không, mở cửa cho ông vào. Cháu không mở đâu. Bố cháu dạy không được mở cửa cho người lạ khi ở nhà một mình, nguy hiểm lắm. Hoàng mở cửa rồi à, tí ông có quà cho chó con của ông nha. Hắn một con gà đấy, rồi cả nải chuối to ơi là to. Đâu, cháu có thấy quà đâu. Thì à, ông đang để ngoài quán nước đầu ngõ, nặng quá, ông chưa xách vào được. Ông nói dối, cháu không tin đâu. Thôi, tao ngồi ngoài này chờ bố mẹ mày về vậy. Ba bi ba. Sao ông ấy cứ ngồi đó hoài mà không chịu đi chứ? Không biết ông định làm gì nữa. Sao mẹ đi mãi chưa về nhỉ? Qua nhà ông Hào xem thằng cu Minh thế nào. Không biết mẹ nó về chưa. Nãy ông nhờ mà mình quên mất. Ai trộm, bắt cóc trẻ con. Cứu với, cứu với. Hả? Là tiếng thằng cu Minh thì phải. Ai trộm, có trộm. Mẹ bé cái mồm thôi chứ thằng kia. Trộm cái gì mà trộm. Ông kia, sao ban ngày ban mặt trèo vào nhà người ta. Ông xuống ngay cho tôi. Đúng rồi chú ơi, chú bắt ông ý đi. Ông ý định bẻ khóa vào nhà trộm đồ với bắt cóc cháu đó ạ. Ra là ông ý định trộm cắp tài sản của người khác. Mời ông lên phường giải quyết. Mẹ đã về. Sao mẹ về muộn thế mẹ ơi. Mẹ bị hỏng xe, phải dắt bộ từ chợ về đây nè. Lại quên điện thoại ở nhà, không gọi được cho bố con nữa. Ủa, mà bố đi làm rồi hả con? Bố đi lâu chưa? Em về rồi đấy hả? Anh ngồi họp ở cơ quan mà bụng như lửa đốt. Tan họp là phi về đây ngay.
để con ở nhà một mình anh lo quá. Cô Minh giỏi quá, tự ở nhà một mình được. Con tuổi lớn rồi. Hôm nay có một ông cụ lạ mặt cứ đòi vào nhà, nhưng con nhớ lời bố dặn không cho vào. Một ông cụ à? Ông ấy nói dối là ông nội, rồi xin xỏ vào nhà nhưng con không cho. Ôi trời ơi, thời buổi này nguy hiểm quá anh ơi. Còn giả ông bà để lừa trẻ con nữa chứ. Thế xong ông ấy có bỏ đi không con? Không mẹ ạ, à, ông ấy cứ ngồi lì ngoài đó. Nguy hiểm quá. Ông còn trèo cửa định vào, nhưng còn hét thật to trộm trộm. Thế là chú bảo vệ chạy đến bắt ông ta trèo xuống. Hả? Đến thế cơ à? Nguy hiểm quá. Lần sau bố không dám để con ở nhà một mình nữa đâu. May mà con tôi nhanh trí kêu lên, không thì không biết như thế nào nữa. Chào anh chị. Ừ, chào anh. Ờ, bố, sao bố không bảo con ra đón? Con chào bố. Minh, chào ông đi con. Mẹ ơi, chính là ông cụ băng sáng trèo vào nhà mình đó. Vâng, chính tôi trộm đây. Ông lên từ sáng anh ạ. Thấy ông bảo cháu không biết mặt ông nên tưởng trộm. Giờ việc ổn thỏa rồi à, tôi về nha. Chào anh ạ, cảm ơn anh nhiều nha. Minh à, đây là ông nội con nha. Là ông đẻ ra bố đấy. Thôi, tôi không dám. Nhà còn chưa vào được, đã lên phường rồi. Tôi gửi con gà với nải chuối chỗ bà hàng nước đấy, tí ra mà lấy. Tôi xin phép anh chị tôi về. Ôi, con xin lỗi bố chuyện ban sáng ạ. Trên này giờ an ninh phức tạp, phải đề cao cảnh giác bố ơi, nên cháu nó không dám mở cửa. Dạ, là lỗi của con bố ạ. Do mãi làm ăn không đưa cháu về quê thăm bố mẹ được. Cả năm trời không về quê, anh có biết mẹ anh mong nhớ thế nào không? Thằng nhỏ này cũng thế. Ông nội cũng chẳng biết mặt, tưởng là trộm. Ừ, lỗi ở con bố à. Cứ mãi cố gắng phấn đấu cho bằng được người ta mà bỏ bê việc về quê thăm nhà. Hè này nhất định con sẽ thu xếp công việc, đưa cụ Minh về chơi với ông bà. Ừ, đúng đấy. Anh chị làm gì thì làm, hè tới phải cho cháu nó về quê. Vừa là thăm ông bà, vừa là cho cháu nó chạy nhảy vui chơi. Chứ quanh quẩn trong nhà thế này thì tự kỷ mất. Về quê con có được thả diều không bố? Có chứ con trai. Con sẽ tha hồ thả diều trên cánh đồng luôn. Ước gì mùa hè đến thật nhanh bố nhỉ, để con được về quê với ông bà. Buông bỏ. Hôm nay anh nhớ về sớm đấy nha. Ừ, anh biết rồi bà em yêu. Ơ kìa, không hôn tạm biệt vợ à? Thôi anh đi đây, buồn rồi. Em đến công ty chưa? Thấy chồng chị chưa em? Đến rồi chị ạ, à, nhưng lại đi với con bé kia rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa rồi. Chị phải bắt được tận mặt cho cô ta một trận. Em đoán được họ đi đâu không? Hình như họ đi ăn sáng cùng nhau ở quán cà phê ăn sáng Linh Đan. Em cũng không chắc, nhưng một chị cùng phòng em bảo thấy họ cùng nhau ăn sáng ở đó mấy lần rồi. Con bé đó mới vào công ty em mà nhìn lả lướt lắm, toàn giả nai liếc mắt đưa tình thôi chị ạ. À, con hồ ly tinh. Diễm, em đến khi nào vậy? Thực ra... Con hồ ly tinh. Đồ hồ ly tinh. Đồ giật chồng, đồ trơ trẽn. Diễm, em bình tĩnh lại đi. Thôi nào, được rồi. Cậu phải đuổi về cô ta ngay. Nó ở lại thêm ngày nào thì cháu không chịu nổi ngày đó đâu. Không cần đuổi. Sáng nay cô gái ấy đã nộp đơn xin nghỉ rồi. Cháu đánh ghen người ta giữa đông người, lại còn rùm beng kể tội cô ta trên công ty thế. Người ta còn mặt mũi đâu nữa mà ở lại. Cậu còn bênh cô ta nữa. Cô ta đã mê hoặc chồng cháu. Cô ta dùng sự xinh đẹp, trẻ trung của mình để mồi chài chồng cháu, phá hoại hạnh phúc gia đình cháu. Cậu có biết cháu của cậu đau khổ thế nào không? Cậu hiểu. Nhưng xảy ra việc này, theo cậu phần lớn vẫn là do ở chồng cháu. Tất cả là do cô ta, cậu không biết à? Chồng
cháu trước giờ vẫn một lòng yêu thương cháu. Chỉ từ khi con hồ ly tinh ấy xuất hiện, anh ấy mới lạc lối như thế. Cậu chẳng biết nói sao bây giờ với cháu nữa. Cậu phải giúp cháu điều này. Hả? Điều gì? Cháu muốn vào công ty làm cùng phòng với chồng cháu. Hả? Cháu muốn vào công ty làm sao? Có phải cháu nghĩ như thế có thể canh chừng được chồng cháu sao? Đúng vậy à. Cháu phải ở gần anh ấy như thế để anh ấy tỉnh táo, không lầm đường lạc lối nữa. Diễm mà, cháu suy nghĩ thấu đáo mọi thứ đi. Như vậy có giải quyết được gì không? Cậu, hay là cậu không muốn cho cháu vào công ty của cậu phải không? Cậu không còn thương cháu nữa hả cậu? Không phải như thế. Cháu nghĩ đi đâu thế? Cậu chỉ muốn cháu... Thôi được rồi, cậu đồng ý. Nghe nói vợ anh Hoàng sắp vào phòng mình làm đó. Thế cơ á? Chào mọi người. Giới thiệu với phòng mình, đây là Diễm, trợ lý mới của tôi. Tôi cũng là vợ của anh Hoàng luôn. Đi đâu rồi mà không nghe máy chứ? Giờ này rồi mà chưa thấy quay lại công ty đón mình nữa. Alo? Hả? Cái gì cơ? Em có nhìn nhầm không? Chị đến ngay địa chỉ 42 Trần Sào đi. Họ vừa vào đó chị. Thôi nào em yêu, em nghe anh giải thích đi được không? Anh biết anh sai. Anh sai vì đồng ý nhận lời hẹn của chị ta. Chị ta lấy cớ đi bàn về mấy cái điểm chưa rõ trong hợp đồng. Thật sự không biết chị ta lại táo bạo đến thế. Lúc đó anh hoàn toàn bị động. Anh chính mắt thấy anh còn hôn lại chị ta. Anh nói em phải lừa gạt con mắt em như thế nào đây? Anh thừa nhận anh có một chút xao động, nhưng đó chỉ là cảm giác nhất thời. Anh thề, còn em bao giờ cũng là vị trí quan trọng số một trong anh. Xin hãy tin anh đi mà, em yêu. Anh thề sẽ cắt đứt mọi liên lạc với bà ta. Anh hứa, từ nay anh sẽ không vậy nữa. Thôi mà, đừng giận anh nữa. Chẳng còn tin anh được nữa, bỏ ra. Chị ta vốn là đối tác của công ty mình sao? Tại sao cậu lại ký hợp đồng với công ty của loại đàn bà đó chứ? Cậu hãy hủy hết hợp đồng với chị ta ngay đi. Chuyện nào ra chuyện nấy chứ cháu. Chuyện làm ăn đâu có thể hành xử như con nít vậy được. Cậu, người đàn bà đã phá hoại hạnh phúc gia đình của cháu gái cậu. Cái hợp đồng đó quan trọng hơn cả cháu gái của cậu sao? Cậu có biết trái tim cháu tan nát tơi bời chỉ vì người đàn bà đó? Diễm à, cậu biết cháu đang rất đau khổ. Nhưng cháu đau khổ vì cháu vẫn chưa tỉnh ngộ. Thực ra chuyện này ai cũng nhìn ra rồi, nhưng chỉ có cháu vẫn chưa tỉnh thôi. Ý của cậu là cháu đang mù quáng. Nếu một người dễ thay lòng đổi dạ, người mà bản tính trăng hoa, thì dù cháu có ở bên 24/24, họ cũng có thể ngoại tình được. Cháu thử nhìn lại xem sự việc cô Hà cùng phòng cháu ngày trước. Cháu đã cho rằng cô ta dùng sự trẻ đẹp của mình để ve vãn, mê hoặc chồng cháu. Còn lần này thì sao? Theo như cậu thấy, người phụ nữ ấy còn hơn chồng cháu cả chục tuổi. Còn nói về trẻ đẹp thì không bao giờ sánh được với cháu rồi. Mỗi người đàn ông lòng không chung thủy, thì không lúc này thì lúc khác, họ cũng ngã vào vòng tay của người khác thôi. Nếu không có người phụ nữ kia thì cũng là một người khác mà thôi. Người như thế có đáng để cháu níu giữ và chung sống một đời không? Hay chỉ khiến mình nhận lại sự dày vò, đau khổ và mệt mỏi? Cháu à, hãy dũng cảm buông bỏ những thứ đã không còn phù hợp với mình. Thay vì để nó hết lần này đến lần khác làm đau cháu, cháu còn nhớ chiếc vòng mã não ngày xưa cháu đeo không? Cháu còn nhớ kỷ niệm với chiếc vòng ấy không? Đó là chiếc vòng yêu thích nhất của cháu, mà cậu mang từ nước ngoài về cho cháu. Nhưng khi cháu lớn dần, nó trở nên bị chật quá. Lúc tháo ra, cháu bị mảnh vỡ của vòng đâm vào tay. Giờ vẫn còn vết sẹo ở tay. Mà sao cậu lại nhắc tới cái vòng vậy cậu? Cháu gái à, một cuộc hôn nhân không khiến ta cảm thấy bình yên và hạnh phúc.
cũng giống như việc đeo chiếc vòng không còn vừa với cháu. Nếu cháu không mạnh dạn tháo nó ra sớm, thì sự chật chội của nó sẽ càng ngày gây ra vết thương cho cháu nhiều hơn mà thôi. Cô bé bán kem. 20 năm trước, tôi chỉ là một cô bé nhà nghèo gầy gò và đen nhẻm. Mẹ làm nghề bán rau ở chợ nên gia cảnh thực sự khó khăn. Còn Nga, một cô bé nhà giàu, luôn được nâng niu chiều chuộng. Nga có một cuộc sống mà tôi luôn ao ước. Hàng kia kem ngon cực, lát nữa mẹ tớ đến, tớ sẽ bảo mẹ mua cho tớ. Tớ cũng muốn ăn kem, tớ cũng sẽ xin mẹ mua. Kem ở đó đắt lắm đấy, mẹ cậu có đủ tiền mua không? À, mẹ đến rồi, mẹ ơi, cho con mua một que kem nha. Ừ đây, mua nhanh còn về con nhé. Kem ngon quá, cho tớ ăn với. Còn lâu nhé, cậu tránh ra đi. Ôi, cậu làm rơi que kem của tớ rồi đây này. Tớ xin lỗi, tớ không cố ý. Đấy, cậu thích thì nhặt lên mà ăn. Tớ sẽ xin mẹ mua cả tá kem khác. Đứng dậy đi, về thôi con. Mẹ ơi, con thèm ăn kem ở bên kia đường cơ. Kem đó đắt tiền lắm, mẹ không có tiền mua đâu. Con xin gì cũng khó khăn, chẳng bù cho bà Nga. Thích gì được nấy. Mẹ chẳng thương con gì hết à. Con không được nói hổn. Nào, lên xe mẹ chở về. Con muốn ăn kem thì phải tự làm, còn hơn là ngồi đó vòi vĩnh mẹ những thứ mà điều kiện nhà mình không cho phép. Thật không công bằng. Trong khi Nga chỉ cần xin tiền mẹ là có kem ăn, còn mẹ lại bắt mình làm nhiều việc như thế này. Wow, sau một ngày để vào tủ lạnh, bột đậu đỏ đã thành kem rồi. Không ngờ kem lại ngon thế. Chắc chẳng thua gì kem ở tiệm đâu mẹ nhỉ. Cậu đứng đó làm gì? Nếu cậu cũng muốn học thì về xin mẹ đăng ký học đi. Nhưng mà chắc là mẹ cậu phải bán rau cả năm mới đủ tiền đóng học một tháng đây. Mẹ bán mỗi ngày được 2 gánh rau, đủ tiền ăn cho gia đình đã là tốt lắm rồi. Làm sao mà có tiền cho con học múa? À, mình có cách rồi. Mình sẽ tự kiếm tiền học múa. Lệ, cậu phải đi bán kem hả? Ừ, tớ bán kem để lấy tiền đi học múa. Cậu mua cho tớ đi. Ôi, kem của cậu thì làm sao mà ngon được chứ. Tớ không mua đâu. Ngon quá các cậu ơi. Cho tớ một que đi. Cho tớ 3 que. Tớ nữa nha. Đúng là các bọn không biết gì. Mình sẽ về nhà xin mẹ đi mua kem tiệm còn ngon hơn cả 1000 lần. Con đang làm gì đấy? Hôm nay con được nghỉ học, con quyết định mang kem ra chợ bán ạ. Này cô, tiền thì quan trọng thật, nhưng con bé còn nhỏ thế này mà cô đã bắt nó đi bán kem rồi à? Ê, trời thì nắng, con bé vác cái thùng kem này cũng vất vả. Lần sau cô không nên bắt nó đi bán kem nữa. Bác ơi, bác ăn kem không ạ? Ồ, cháu bán kem hả? Cho bác một que xem nào. Trời ơi, kem ngon quá. Cô cũng muốn ăn thử, cho cô một que. Hai mươi năm sau. Sao thế? Dạ thưa sếp Lệ, tại chị kia đi sang đường gấp quá nên. Chị có sao không? Ừ không sao,
Tôi đang mãi nghĩ nên sang đường không để ý đèn hiệu. Xin lỗi nha. Hình như Nga phải không? Chị là mình là Lệ đây. Lệ, cậu khác quá, mình nhìn không ra. Không còn là cô bé bán kem ngày nào nữa. Mình có nhìn thấy cậu trên TV trong chương trình về doanh nhân thành đạt. Nói ra kể cũng dài. Mình từ bán kem đậu đỏ đến bán hàng ven đường, rồi đến nhận thầu việc giặt là trong ký túc xá của trường. Rồi đến sau nữa, mình trở thành chủ doanh nghiệp thành công. Còn cậu, dần sao rồi? Mình đang thất nghiệp. Mà thôi, mình vội về nấu cơm. Giữa đường thế này không tiện nói chuyện, mình đi trước nha. Tôi được như bây giờ là nhờ sự buông tay của mẹ. Nếu ngày đó tôi cũng có mọi thứ dễ dàng như Nga, chắc gì giờ đây tôi đã thành công. Giờ mới thấm những gì mẹ dạy: đừng cho con cái mọi thứ quá dễ dàng, đợi người cho cá không bằng tự mình câu cá. Tôi và Nga giáo dục có lúc chỉ cách nhau một chút thôi, nhưng cuộc đời mỗi đứa đã khác xa nhau rồi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.